Đây logo con chó em thấy không ạ? Và anh em nhìn thấy không ạ? Có cả gì ạ? Lỗ chân lông. Bốn Được ba chưa không ạ? ăn đây Con kia. này là nó đi nắng hơi nhiều, con chó là màu xám mà nó đi nắng hơi nhiều, da là da nguyên chất luôn nhá. Không có tẩy nhuộm gì cả anh em nhá, da của nó là da nguyên chất. Được chưa? Thì da của nó anh em nhìn này, con này là con này 45 chạy cho Phan. có đi nắng hơi nhiều là lỗ chân lông hơi to, bởi ánh nắng mặt trời mà bạn nào đi làm da mặt 45 trời không thế đúng nguyên không ạ? cân hết ạ. Kể cả bạn nào mà có trai xinh gái đẹp đến đâu da nắng đúng không ạ? Thì sao mặt đi mà lỗ chân lông nó nổ rất là to. Và con chó lại thấy là nó chạy nắng rất là nhiều. Lỗ chân lông hơi to em nhá. Đấy thấy không ạ? Nhìn thấy cả lỗ chân lông luôn. Bao tiền ạ? Một con hàng grill luôn cho em đây, mã của Grill nó nó là gì rất là ạ? mắc luôn nha anh em ơi. Mã của nó là E54. E54. Form của nó là form ôm chuẩn hàng ao đúng không ạ? Form ôm chuẩn ao luôn. Thì là anh em đi lên một size mới vừa. Mã của nó là E54. Có size E54 có 39 đến 44 chữ 43. size 39 đến 44 trừ size 43. Em ơi bao tiền em? Nếu mà qua shop của anh em mình bao nhiêu ạ? 3 triệu rưỡi. Vãi cả lồn. Nhưng mà hôm nay bao tiêu ạ? 28.000 view. Vãi cả lồn ngày hôm nay ạ. 28.000 view. Mới vào Ủa cho ạ? xin một Chia chia sẻ sẻ một lò lớn anh em ơi. thế Chào là Kỳ Nhân. mười hồi 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 nhóm để được chốt 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 đơn hàng vào mồm em ơi. Mã của nó là E54 form ôm đi lên một size mà vừa, ok chưa? Bao tiền ạ? 39 đến Sao 44 trừ chó, sao 43. Hôm nay em chó không đọc tên nữa nha, em mệt quá rồi. con Con này con nào? này con này 150.000 đồng Ui trời ơi. Real. Chắc một chưa? đôi hàng real luôn, mã của nó E54 150.000 đồng đúng không ạ? Đi bảo phải sao không được, da chó nhá, làm từ da chó. Đi bạn đây nhá, hình cả hình con chó luôn này. Thôi đi không cần đọc. Ấy, con chó này. Nhiều anh em lại bảo con chó này là con chó này là con chó này là xăm trên đầu con chó. Anh em nhá. Hả? Con chó này là được xăm trên đầu con chó nên là anh em đảm bảo này. Anh em có tẩy giặt thoải mái, không bao giờ phai màu luôn. Trước khi mà con chó này là sụn mổ thịt để làm da là được xăm hình con chó trên đầu con chó. Kỳ bảo nó đẳng cấp. Ghi Đúng vào không đây ạ? anh ơi. 150.000 đồng. Ít mẹ một quá là Chỉ cấp cho luôn. giá sale cho anh em nào. 31.000 view ơi. Ôi trời ơi.